bạn. Chào các bạn xinh đẹp của chơi gai. Hôm nay con sẽ hướng dẫn cho các bạn ăn dâu. Ăn dâu này tốt mạnh với lại mình khỏe, với lại người của mình không bị đen, người của mình trắng, để mà giống siêu nhân. Mình khỏe giống như siêu nhân đúng không con? Đúng. Mình ăn cái này răng của mình cũng trắng nữa phải không ta? Đúng rồi. Rồi, thế cho đi ăn như thế nào? Cho đi cảm thấy là trái dâu này nó như thế nào, nó ngon như thế nào nè? Nó ngon mà nó có hột. À, nó có hột sao đâu cho mẹ xem nè. Nè hột. Ồ, trái dâu nó có hột đúng không? Ừ. Nó hơi chua chua một tí. Ừ, nó hơi chua chua một tí hả con? Đúng rồi.